Với chiếc cối xay như thế này thì mình ước lượng một lần xay được khoảng 8 lạng thịt đấy các bạn. Nói chung là nó cũng kha khá ha. Cho nên là nhà nào mà có đông người thì một lần xay như vậy là mình đủ dùng cho cả bữa rồi. Xin chào các bạn, có thể nói việc bếp núc là một trong những việc mà nó chiếm nhiều thời gian của chị em chúng ta. Cho nên là ngày nay thì đã có nhiều thiết bị gia dụng ra đời để có thể giúp cho mình nấu nướng một cách dễ dàng hơn. Trong đó thì chúng ta không thể không kể đến những chiếc máy xay thịt như thế này đúng không? Vậy thì với dung tích là một cối xay lớn này có công suất hoạt động mạnh mẽ thì chiếc máy xay thịt đến từ thương hiệu Be này nó sẽ mang lại những tiện ích nào cho tất cả chúng ta? Hãy cùng với Linh theo dõi video để hiểu rõ hơn nhé. Với một thiết kế đơn giản nhỏ gọn thì ưu điểm đầu tiên của chiếc máy xay thịt này đến từ thương hiệu Be là nó sẽ không chiếm quá nhiều diện tích. Về các bộ phận của máy thì nó cũng khá là đơn giản, cho nên là chúng ta đi nhanh luôn ha. Máy sẽ gồm 3 bộ phận chính là cối xay, lưỡi dao và motor với thiết kế tháo rời nên mình có thể dễ dàng chùi rửa cũng như là cất gọn sau mỗi lần sử dụng. Một trong những điểm mà Linh thích nhất ở những chiếc máy xay thịt như thế này đó chính là phần cối xay của nó được làm bằng thủy tinh. Đó, cho nên là bên cạnh tính an toàn khi mà chúng ta xay thịt, xay rau củ hay là xay hành tỏi ra thì mình cũng đỡ phải lo là máy bị bám màu hay là bám mùi nữa. Và cối xay này thì có dung tích khoảng 2 lít, bên trên thì còn có thêm tay cầm và nắp đậy, góp phần tăng thêm tính tiện lợi cho mình khi mà sử dụng. Với chiếc cối xay như thế này thì mình ước lượng một lần xay được khoảng 8 lạng thịt đấy các bạn. Nói chung là nó cũng kha khá ha, cho nên là nhà nào mà có đông người thì một lần xay như vậy là mình đủ dùng cho cả bữa rồi. Và nhờ vào lưỡi dao 4 cánh bên trong này kết hợp cùng công suất hoạt động là 300W mà nguyên liệu khi cho vào máy thì cũng được xay nhanh và xay nhuyễn hơn hẳn. Linh đã có thử xay thịt này và xay một số gia vị như là tỏi ớt ở trên cái máy này rồi thì thấy đúng thiệt là nó xay rất là nhanh. Và tùy vào chúng ta muốn xay nhuyễn ít hay nhiều mà mình có thể chọn cái tốc độ xay ở trên motor này cho nó phù hợp nhé. Cụ thể thì bên trên này sẽ có hai mức tốc độ xay cho các bạn lựa chọn. Như với nguyên liệu là thịt á, thì bình thường Linh hay cho khẩu phần ăn trong gia đình cỡ 6 lạng. Thì khi mà xay, Linh sẽ nhấn chọn xay ở tốc độ cao luôn và chỉ mất chừng có 30 giây thôi là thịt nó xay nhuyễn nhừ luôn á các bạn. Trong khi trước đây mỗi lần mà muốn nấu cái gì đó từ thịt xay á là phải lôi nguyên bộ đồ nghề ra, dao thớt xong rồi ngồi băm 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 muốn xỉu luôn. Mà chưa hết nha, những lúc mà nhà có đám tiệc á thì phải kiêm luôn cái khâu bằm tỏi ớt nữa. Thì đúng là bằm tới đâu là rớt nước mắt tới đó, SOS. Nhưng mà bây giờ đã có máy xay này rồi thì mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng rồi các bạn. Linh chỉ cần cho tỏi ớt vào máy, nhấn xay tốc độ thấp thôi là chừng 20 giây đã có ngay phần tỏi ớt nhuyễn nhừ rồi. Có một điểm mà quên nhắc với các bạn đó là khi xay thì chúng ta nên đặt cối lên cái đế cao su ở bên dưới này. Đây là cái đế này để cho máy không có bị trơn trượt cũng như là rung lắc nhé. Và tất nhiên là trong quá trình mà nó hoạt động thì cũng sẽ có một độ ồn nhất định. Linh cũng đã có đo độ ồn rồi, các bạn cứ xem qua nhé. Vừa rồi là những chia sẻ nhanh của Linh về chiếc máy xay thịt đến từ thương hiệu Be này. Mình tóm lại một vài điểm mà Linh thích ở cái máy này đi ha. Đầu tiên, nhìn vào là chúng ta thấy ngay đó là máy có thiết kế khá là nhỏ gọn và sẽ không chiếm nhiều diện tích. Thứ hai nữa là thao tác của nó thì rất là dễ dàng. Và điều thứ ba đó là dung tích cối xay lớn này, công suất hoạt động mạnh cho nên nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được thời gian, công sức trong quá trình sơ chế nguyên liệu và cũng đảm bảo vệ sinh hơn nữa. Một điểm quan trọng cuối cùng đó là giá của nó sẽ không khiến cho chúng ta phải e ngại đâu. Chi tiết là bao nhiêu thì các bạn có thể tham khảo ở phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu như mà chúng ta thấy hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh của Điện Máy Xanh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!